Khi ta thả cò súng ra thì máy sẽ tự động ngắt và bóp cò súng thì máy hoạt động trở lại. Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Đến với video lần này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp và test chiếc máy rửa xe Komatsu KS1008 này cho các bạn xem. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng mở thùng và để lấy các phụ kiện trong máy ra. Khi chúng ta khui thùng ra thì bên trong chúng ta có sách hướng dẫn, khớp nối nhanh, đầu nối nước và lọc rác. Đây là súng phun của máy, bình chứa hóa chất, dây hút nước, dây xịt áp lực cao. Và đây là thân máy rửa xe Komatsu KS1008. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắp ráp các phụ kiện lại với nhau. Đầu tiên thì các bạn sẽ lắp dây hút nước vào trong thân máy. Đối với dây hút nước thì các bạn cần lắp đầu nối nước và khớp nối nhanh vào. Đầu nối nước chúng ta sẽ lắp vào trong thân máy. Tiếp đến thì các bạn sẽ lắp khớp nối nhanh. Đầu tiên ta lắp dây hút nước vào trong khớp nối nhanh. Và siết chặt lại. Tiếp đến thì ta sẽ lắp dây hút vào trong khớp nối nước. Tiếp theo thì ta sẽ lắp lọc rác vào. Đối với đầu lọc rác, khi chúng ta lắp xong thì chúng ta sẽ bỏ vào trong xô nước. Tiếp đến thì các bạn sẽ lắp dây xịt cao áp và súng vào trong thân máy. Một đầu của dây ta sẽ lắp vào trong thân máy. Sau đó thì siết chặt lại. Đầu còn lại ta sẽ lắp vào trong bán súng. Chặt để tránh rò rỉ nước. Bây giờ chúng ta hãy cùng cấp nguồn điện cho máy để cho máy hoạt động. Chiếc máy này thì sử dụng điện gia đình 220V. Bây giờ chúng ta hãy cùng mở công tắc và bóp cò súng cho máy hoạt động. Khi chúng ta bóp cò súng thì máy sẽ tự động hút nước. Khi ta thả cò súng ra thì máy sẽ tự động ngắt và bóp cò súng thì máy hoạt động trở lại. Máy hoạt động. Khi ta thả cò súng thì áp suất sẽ trở về 0 và bóp cò súng thì máy hoạt động. Đây là độ xa của khi máy phun được. Đối với bình chứa hóa chất thì chúng ta sẽ cho hóa chất vào trong bình, sau đó thì lắp ở phía trên đầu vòi phun. Nếu
các bạn muốn tháo thì các bạn chỉ cần bẻ cò và lấy ra. Và như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cách lắp ráp và test chiếc máy rửa xe Komatsu KS1008 này cho các bạn xem. Nếu các bạn quan tâm và muốn mua sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp xem máy tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Tổ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.